Mọi người đang hướng theo một mơ ước. Còn anh nhớ trước đây cùng đến lớp mỗi ngày, cùng ngồi lắng nghe lời thầy cô, bồi hồi từng hàng phấn trắng, bồi hồi bài học năm xưa. Nhìn lại hàng kê đá bỗng nhớ những lúc ta ôn bài, từng giờ kiểm tra cứ mong sao rồi sẽ qua, để được vui chơi, để được hát ca. Bồi hồi một tà áo trắng, bồi hồi nụ cười trong veo, nhẹ nhàng ngập hôn ta, và từng ngày ta thêm nhớ. Chợt ta thấy vui khi nghĩ lại từng phút giây, một thời không quên, một thời vô tư, tuổi học trò. Nghĩ tới bao nhiêu bạn bè rời mái trường, mọi người đang hướng theo một mơ ước. Còn anh nhớ trước đây cùng đến lớp mỗi ngày, cùng ngồi lắng nghe lời thầy cô, bồi hồi từng hàng phấn trắng, bồi hồi bài học năm xưa. Nhìn lại hàng ghế đá bỗng nhớ những lúc ta ôn bài, từng giờ kiểm tra cứ mong sao rồi sẽ qua, để được vui chơi, để được hát ca. Bồi hồi một tà áo trắng, bồi hồi nụ cười trong veo, nhẹ nhàng ngập hôn ta, và từng ngày ta thêm nhớ. Chợt ta thấy vui khi nghĩ lại từng phút giây, một thời không quên, một thời vô tư, tuổi học trò. Bồi hồi từng hàng phấn trắng, bồi hồi bài học năm xưa. Nhìn lại hàng ghế đá bỗng nhớ những lúc ta ôn bài, từng giờ kiểm tra cứ mong sao rồi sẽ qua, để được vui chơi, để được hát ca. Trường Tiểu học Trung Cơ sở Bắc Hải xin phép được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn nhỉ, và xin mời tất cả các anh chị chúng ta trở lên sân khấu được không ạ, để chúng ta sẽ cùng với những bước nhảy đầu tiên trong chương trình ca nhạc đêm nay đi ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Yeah, xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chào các bạn khóa 9 mấy năm nay là 9990, rượu say rồi các bạn thông cảm. Để góp vui chương trình văn nghệ tối hôm nay, xin gửi tới các bạn bài hát Mùa Xuân Đó Có Em.
một tràng pháo tay được không ạ? Để cảm ơn tới phần giao lưu đầu tiên là giọng hát là một thành viên của hội khóa. Và ngay sau đây thì chúng tôi trân trọng kính mời tất cả các anh chị sẽ tiếp tục dự tiệc nước. Và chúng ta sẽ cùng hòa chung với không khí vui tươi và phấn khởi của chương trình ca nhạc đêm nay để chào đón giọng hát tiếp theo là một thành viên của hội khóa. Vâng ạ, xin được chào đón giọng hát của anh Huy. Ca khúc Xuân Yêu Thương là của anh nào đây ạ? Huy Pháp ạ? Vâng ạ. Xin trân trọng mời anh với ca khúc Xuân Yêu Thương. Và ca khúc này thì hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với khu vực sân khấu để giao lưu. Và một lát nữa thì có chương trình những chương trình tiếp theo để dành cho các anh chị ạ. Alo. Xin chào tất cả các bạn có trong hội khóa của 99. Mình sẽ gửi tới tất cả các bạn một ca khúc của Đàm Vĩnh Hưng, Xuân Yêu Thương. Xin mọi người cho một tràng pháo tay để động viên tinh thần. Trong lúc hát thì xin mời tất cả các bạn có thể là phụ họa để giúp mình bài hát nó thành công hơn. Thế đi, anh em ơi, mình vui mỗi tối nay thôi, là mai mình đi rồi. Xuân đã đến bên em, giang sáng tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, hãy cùng yêu em xưa. Mang hạnh phúc cho đời, nhớ mẹ em yêu. Mang say đắm cho đời, khi về được bên em. Xuân muôn hoa sắc hồng, chào xuân gió cho lòng cháy, để cho mỗi em hương nàng, gửi đến cho tình anh trọn vẹn, muôn hoa thuần hương. Xuân đã đến bên em, giáng sông tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, hãy cùng vui em xuân. Đến bên em, giáng sơn tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, hãy cùng vui em xuân. Mang say đắm cho đời, nhớ mẹ em yêu. Mang say đắm cho đời, khi về đừng quên nhé em. Xuân muôn hoa sắc hồng, chào xuân có phần lòng trái, để cho mỗi em ngỡ ngàng, gửi đến cho tình anh còn mơ muôn hoa thuần hương. Xuân đã đến bên em, giáng sơn tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, hãy cùng vui em xuân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đã đến bên em. Sáng xuân tiếp về, xuân đã đến bên người. Xin người cùng em vui xuân. Cha 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 cha. Hạnh phúc cho đời. Nhớ ngày em yêu. Mặt say đắm cho đời. Hạnh phúc yêu em xuân. Còn nhớ nơi ta đây ơi, muôn hoa ngập rơi. Xuân ta đến bên em, sáng xuân tiệc xuân tiệc. Alo, xuân ta đến bên em. Alo, 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 cùng em vui xuân. Xin một tràng pháo tay các bạn ơi. Xin hết. Các bạn tạm dừng để chuyển bài khác. Không là nào. Xin cảm ơn ca khúc Xuân yêu thương ở giọng hát của anh Sơn Huy Pháp cùng với vũ đoàn của chúng ta. Và quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn ca khúc vừa rồi được không ạ? Vỗ tay nha. Và tiếp theo thì có lẽ rằng một ca khúc nữa chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ chào đón giọng hát. Từ đầu thì có lẽ rằng chúng ta được lắng nghe những giọng hát nam, và ngay sau đây chúng tôi sẽ ưu tiên một giọng hát nữ. Xin chào đón giọng hát của chị Nhung với ca khúc Tình Thơ ạ. Và một tràng pháo tay thật lớn đi ạ, để chào đón ca khúc này ạ. Hay sau đây thì xin được trân trọng kính mời tất cả anh chị sẽ chào đón ca khúc Tình Thơ. Hôm nay mình vui là chính. Còn để từ từ. Vui là chính và yêu thương là 10. Đúng rồi, vui là chính, yêu thương là 10. Nên là các bạn, bạn nào mà có nên ủng hộ mình thì lên đây nhá, cho vui nhá. Cho xin bài Tình Thơ remix của Tông Nữ nhé chị. Hãy subscribe.
đầu. Bạn Khiêm đâu rồi anh nhỉ? Bạn lên giảng đạo lý tố mình nghe tí. Lời đầu tiên bạn Khiêm xin chào các bạn trong khóa 99. Một lời chào trân trọng và thân thương nhất của buổi tối hôm nay. Tiếp tục các bạn hãy cổ vũ cho đôi song ca Hoàn Cảnh Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Xin mời quý vị cho một tràng vỗ tay để cổ vũ cho tinh thần Ray ạ. Em ơi, Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, chúng mình hẹn nhau ở nước cuối thân trường phải không em? Lúc đó anh cầm cành hoa trao cho em những ánh mắt mà bờ mọi người trao nhau những nụ cười thân thiết, nhưng đó chỉ là kỷ niệm thôi em ơi. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đó. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm xa, để mình ta với con tim không cần xa. Tuy giọng ca nó không được hay lắm nên quý vị thông cảm. Xin cảm ơn ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu ạ. Có lẽ rằng đơn ca nữ, đơn ca nam các anh chị đã được nghe rồi, song ca đã được nghe rồi. Ngay sau đây thì
ca sĩ hát hay là các anh chị hát đây ạ? Có lẽ rằng em sẽ dành cho các anh chị một số ca khúc nữa. Và trước khi đến với sự quay trở lại của Như Quỳnh ngay bây giờ thì Như Quỳnh muốn nhường cho tất cả các anh chị sẽ tiếp tục trở lại với khu vực sân khấu để vang lên những món quà âm nhạc, những tình cảm của các anh chị muốn dành tặng cho nhau một cách trọn vẹn trong chương trình ca nhạc ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin chào đón giọng hát của anh Cảnh với ca khúc Nắng Ấm Quê Hương ạ. Xin trân trọng mời anh ạ. Giọng hơi khàn nên có cái gì thì các bạn thay đổi. Cho tí cho em tí karaoke nhá. Anh về đến quê em một chiều nắng nắng, tiếng yêu hát quê hương ru dài theo sóng sông Thái Bình, như Thái Bình. Anh đây đây đến để cho đâu đây Thái Bình bao xưa mà cho trong nắng nắng trong trong mưa vần vần lên lên. Vần vần cứ xinh xinh xuôi Thái Bình ơi. Sao mà yêu mến thế? Anh yêu em riêu riêu, mà nhìn nhau sâu sắc. Anh đi thăm thăm đôi bờ biển biển trong trong. Anh qua sông 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 đã bao sống 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 sống
không phải đóng thuế nhá. Anh em hát tự do, hát thoải mái à. Hát cảm giác là nó thấy là tâm hồn nó hát như chưa bao giờ hát đúng rồi. Thưa các anh chị, sau chương trình ca nhạc thì sẽ có một hai trò chơi để cho các anh chị chơi, và sau đó thì sẽ có chương trình đốt lửa chạy tại khu vực phía ngoài ở hội trường ngày hôm nay ạ. Và tiếp theo có lẽ rằng một số món quà âm nhạc nữa sẽ được vang lên trong chương trình này. Xin chào đón ca khúc Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ ạ. Giọng hát của anh Tiến Công đúng không ạ? Vâng ạ, xin mời anh. Để liên hoan văn nghệ mừng 25 năm ngày ra trường của Liên Khóa 90-99 thì Tiến Công xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả toàn thể các bạn và gia đình có một năm gia đình mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Để tiếp nối chương trình văn nghệ của Liên Khóa mình ấy, thì mình xin các bạn xem có bạn nào nữ nào song ca được bài Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ với mình không nhỉ? Núi từng nở làng mây trắng, lưỡng lưỡng lờ làng mây cháy, có chim gì mà lưu lo và ta lùi. Vui chân chân ta cùng giữa rừng bướm chân chân bay quanh bên những rừng mơ. Chàng trai vui vui quá mình vui quá, mà sao dạng vui quá.
nhộ mà mắt anh vẫn vui. Chân chân đi đi bê bê mà chẳng nói được gì. Trong trong em mãi là như con thuyền vừa đi. Con vẫn hứa chưa kịp nói làm gì. Hẹn ngày chờ sau tới nghe lại gặp mừng mơ anh. Trên con đường mò núi cao bóng hàng xa mờ. Trên con đường mò núi cao bóng lá mơ sương. Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu anh sẽ còn nhiều mai tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương anh sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha. Đặt bàn tay lên ngôi giữ chặt tiếng lắng nghe ngào. Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đâu còn dòng lối tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho sẽ còn đong mãi trong tim mọi người để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có lắm loan trong cuộc đời này hãy nhớ cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày cho nhau những hoài để nụ cười còn mãi. Trên bờ hồ và trong những kỷ niệm xưa. Các bạn ơi, mình xin các bạn hai bàn tay luôn. Thật sự là rất xúc động. Còn đâu đây còn sống nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương chờ ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ giấc mơ dám trở lại cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng. Sẽ còn mãi trong tim mọi người để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có lắm loan trong cuộc đời này hãy nhớ lắm loan cho thương. Cảm ơn mọi người. Năm bài nữa nhá. Thôi đi, thôi đi.
1m là được ạ, vì cái sân của mình nó cũng không được rộng lắm. Các anh chị đã sẵn sàng chưa? Các bạn dọn hộ mình mấy hàng ghế này cho các bạn chơi vui chơi thoải mái nào. Anh di chuyển em số bóng này xuống cùng phía dưới đi, để các anh các chị bắt đầu bóng di chuyển từ dưới lên, để mình dễ đếm được xem là đội nào di chuyển được nhiều bóng hơn ạ.
thể là hai nam đều được ạ. Anh để đây để tí nữa em còn kiểm soát xem là được bao nhiêu quả. Vị trí xuất phát là nữ, xuống khu vực phía dưới một chút nhá mọi người nhá. Anh em chị chúng ta vỗ tay để cổ vũ được không ạ? Một phút đã trôi qua và đã được 4 quả bóng đã được di chuyển về với khu vực phía đích ạ. Một phút 10 giây ạ. Chuyển bằng đầu thì như Quỳnh thấy rằng là các chị chơi có vẻ là dễ hơn. Chờ trên sau sẽ cho các anh chị di chuyển bằng bằng một vị trí khác, không cho di chuyển bằng đầu. Đội này có vẻ rất là chuyên nghiệp và rất là khéo ạ. Đã có rất nhiều những quả bóng được di chuyển về với khu vực ở phía sân khấu, về với khu vực phía đích rồi. Chúng ta vỗ tay thật lớn đi ạ. Đây hết bóng á. Mới được 2 phút. Vậy thì mình chơi ở 2 phút nhá. Như Quỳnh sẽ đếm 3 6 9 2 3 6 13 quả.
đường xanh sông thân nơi chọn một bằng được cao tôi mới sẽ đến cái nơi này và bao đó con tim đồng đội sự tuyệt vời trước ngày mai ông bé đã không xa bên rồi về trước đây linh thiêng vào đời và đồng đội bất chấp rồi. Ngay sau đây thì xin mời các anh chị chúng ta sẽ cùng nối thành một đoàn tàu và di chuyển ra với khu vực phía ngoài hội trường để chúng ta sẽ cùng chính thức chân lờ và với chương trình đất người trẻ ngày hôm nay ạ. Xin mời ạ. Alo. Và chúng ta sẽ cùng với các bạn nối vòng tay ra ngoài nhỉ. Tốt chạy chúng tôi nhỉ. Mình đây này mình nối lại vòng tay ra nhỉ. Xin mời ngày hôm nay ạ. Chúng ta sẽ nối thành một đoàn tàu và di chuyển ra với khu vực phía ngoài hội trường. Xin mời anh trưởng ban tổ chức sẽ dẫn đầu mọi người di chuyển ra với khu vực phía ngoài ạ. Giơ cao tay lên các anh chị ơi, mình vừa đi vừa nhảy theo nhạc nhá. Mời tất cả các anh chị ạ, chúng ta sẽ di chuyển ra với khu vực phía trung tâm. Các bạn di chuyển sang bên tay phải của sân khấu chúng mình nhá. Hát to bài nối vòng tay lớn nha các anh chị. Các bạn quay một vòng tròn thật to nhá. Dừng núi giang tay tôi lại hiện ra, ta đi đi một bước bước đến lên núi đồi. Thank you.
đôi lòng tràn gian, ấm lên thân tình tràn lan, dẫn ta trên đường bình an. Cùng anh lứa thiêng, ta nguyện đem nhiệt tâm cho đời, quan muôn sóng khơi cho mọi nơi nhận ra Chúa trời. Nhiệt độ tình yêu lên dịch nóng khát khao nhờ thiêng. Sẽ còn mãi
cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên xin trân trọng và nhiệt liệt chào đón quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các anh chị cựu học sinh của niên khóa 1990-1999, trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Hải về tham dự hội khóa kỷ niệm 25 năm ngày trở về trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đất nước ta đã trải qua 4.000 năm văn hiến với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Truyền thống tốt đẹp đó đã trở thành đạo lý thiêng liêng cao cả của người Việt Nam. Để tỏ lòng tri ân, các thầy cô giáo, những người dìu dắt, dạy dỗ chúng ta đã cho ta hành trang tri thức, chắp cánh những ước mơ cho lớp lớp các thế hệ học trò. Đồng thời cũng là dịp để các bạn được hội ngộ, gặp mặt, giao lưu sau 25 năm rời xa mái trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Hải. Kính thưa quý thầy cô giáo, thưa toàn thể các anh các chị, để chúc mừng và góp phần cho sự thành công của chương trình, ngay bây giờ trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý thầy cô sẽ cùng đón xem phần văn nghệ chào mừng và mở đầu chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng đến với bài múa đơn Hai Quê qua phần trình bày của các em trường tiểu học xã Bắc Hải. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón tiết mục này. Xin mời. Tôi lớn lên bờ Tam Giang nước mặn, những chiều không mây trắng lừng lờ trôi, rồi xuôi ngược theo dòng đời năm tháng. Ơn quê người mà chẳng nhớ quê tôi, dèo neo con chim kêu chiều chiều, nghe vời vời hạt hiu câu hò sâu lắng, ru đời tình nghĩa nặng. Ơi hò ơi ơi hò, thương sao khi hạ về nắm lửa đổ cô trời rộng, sức trẻ dài đôi chân
bên đây bao cảnh đời, cảm nhận lòng bao dung. Mưa nắng ở quê người vẫn sâu nặng niềm tin yêu trong cõi đời, từ sao mãi nơi chân đôi chân bên đây bao cảnh đời, tạm nhận lòng bao dung. Mưa nắng ở quê người vẫn sâu nặng niềm tin yêu trong cõi đời, từ sao mãi nơi chân trời. Kính thưa quý vị, và tiếp tục chương trình văn nghệ, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các anh chị cựu học sinh sẽ cùng chào đón giọng hát của ca sĩ Tuyết Nhung. Ngày hôm nay thì người mẹ thân sinh ra Tuyết Nhung cũng là một thành viên của hội khóa, và trong chương trình sự kiện trọng đại này, Tuyết Nhung sẽ trở về và góp vui chương trình văn nghệ. Chắp cánh ta bay bay vào vô số
xin cảm ơn tới giọng hát của nữ ca sĩ Tuyết Nhung. Xin cảm ơn em với một sáng tác Con đường đến trường. Và tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời quý vị cùng thầy cô sẽ cùng chào đón bài múa Ông Trăng Miệng Cười. Và một lần nữa chúng ta sẽ cùng chào đón sự quay trở lại của các em trường tiểu học xã Bắc Hải. Và bằng một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta sẽ cùng chào đón tiết mục văn nghệ chào mừng này. Trân trọng kính mời. Trước xin được trân trọng cảm ơn những tiết mục văn nghệ rất là tuyệt vời các bé trường tiểu học xã Bắc Hải đã trở về dành tặng và chúc mừng cho chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được kính chúc các con sẽ có thật nhiều sức khỏe, chăm ngoan học giỏi, là những con ngoan trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ. Và chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn được hơn nữa được không ạ? Để cảm ơn tiết mục vừa rồi, xin cảm ơn các con. Và ngay bây giờ thì một lần nữa trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng quý thầy cô và các anh chị sẽ chào đón sự quay trở lại giọng hát của nữ ca sĩ Tuyết Nhung với một sáng tác của tác giả Hoài An qua ca khúc Tình Thơ. Hàng người đang dịch tăng cây
quãng trường xưa đã hết thời gian thói đưa. Nghe bước mưa trong tim một người, tìm bước ngày xưa mơ người còn đâu nữa. Anh thương em với ai giận hờn, buồn gánh phương say khi ta chờ người. Bật mí với quý vị, như chương trình lúc đầu như Quỳnh đã giới thiệu tới quý vị rằng Tuyết Nhung là một người con gái của một chị là thành viên của hội khóa ngày hôm nay, và ngay bây giờ sẽ có Nhân Lãng Hoa để chúc mừng cho con gái, và quý vị dành những tràng vỗ tay thật lớn ạ để chúc mừng cho hai mẹ con ạ. Thưa quý vị, với một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, ca khúc Tình Thơ đã khép lại chương trình Văn Nghệ Chào Mừng. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý thầy cô đã đón xem và cổ vũ cho những tiết mục văn nghệ vừa rồi. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ thì có lẽ rằng chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý thầy cô, chúng ta sẽ cùng tiếp tục ổn định tổ chức. Và trân trọng kính mời quý vị cùng các anh chị là thành viên của niên khóa 1990-1999 trường tiểu học trung học cơ sở xã Bắc Hải sẽ cùng khởi thân đứng dậy để chúng ta làm nghi lễ chào cờ, và sau đó là nghi thức một phút tưởng niệm các thầy cô đã mất. Xin trân trọng kính mời. Nghiêm chào cờ, chào. Và một phút tưởng niệm các thầy cô đã mất bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn, trân trọng kính mời quý thầy cô cùng các anh chị chúng ta sẽ cùng an tọa tại vị trí của mình. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các anh chị là cựu học sinh của niên khóa 1990-1999 trường tiểu học trung học cơ sở Bắc Hải thân mến. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy mà đã 25 năm trôi qua kể từ ngày chúng ta rời ra mái trường tiểu học trung học cơ sở xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nơi đã để lại cho chúng ta biết bao kỷ niệm, những kỷ niệm tinh khôi nhất của tuổi học trò. Kính thưa quý vị, hòa chung với không khí vui tươi phấn khởi của toàn đảng, toàn dân ta chào đón ngày khai sinh ra đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024, được sự nhất trí của lãnh đạo trường tiểu học, trung học cơ sở xã Bắc Hải, ngày hôm nay, cựu học sinh của niên khóa 1990-1999 long trọng tổ chức hội khóa 25 năm ngày trở về. Đây là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa sâu sắc, là dịp để các bạn cựu học sinh trong khóa được tề tựu cùng thầy cô thể hiện tình cảm,
và sự tri ân đối với những người đã chắp cánh ước mơ cho sự tiến bộ của mình, đồng thời đánh dấu bước đường trưởng thành vượt bậc của các anh chị cựu học sinh trong chặng đường 25 năm tạm xa mái trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Hải yêu dấu. Về dự và dành tình cảm cho sự kiện trọng đại của hội khóa 1990-1999 ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, em xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của quý thầy cô giáo. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cô giáo Bùi Thị Thúy, hiệu trưởng cũ của nhà trường. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cô giáo Trần Thị Hoàn. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cô giáo Hoàng Thị Tơ. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cô giáo Đỗ Thị Quốc. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cô giáo Lê Thị Kim Lanh. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cô giáo Đỗ Thị Ngân ạ. Em xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cô giáo Nguyễn Thị The. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cô giáo Tô Thị Minh Phương. Xin giới thiệu có sự hiện diện của cô Nguyễn Thị Kim Hoa. Xin giới thiệu có sự hiện diện của thầy giáo Nguyễn Văn Khiển. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cô giáo Chu Thị Kim Oanh ạ. Xin giới thiệu có sự hiện diện của cô giáo Nguyễn Thị Hằng. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cô giáo Bùi Thị Thảo. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cô Đỗ Thị Huệ. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cô giáo Hoàng Thị Vân. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cô giáo Phạm Thị Nhấn. Xin giới thiệu có sự hiện diện của cô Nguyễn Thị Nhung ạ. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cô Đỗ Thị Cam. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của cô giáo Phạm Thị Hương. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn. Thưa quý vị, về chúc mừng cho sự kiện trọng đại ngày hôm nay, em xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các thầy giáo, cô giáo là chủ nhiệm, giáo viên bộ môn từng dạy, giảng dạy khóa 1990-1999 của nhà trường nay đã nghỉ hưu. Dù sức khỏe có hạn nhưng cũng dành sự quan tâm đặc biệt trở về chúc mừng cho sự kiện ngày hôm nay. Xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt. Thưa quý vị, thưa các anh các chị, cựu học sinh của niên khóa, và ngày hôm nay thì thành phần không thể thiếu trong sự kiện trọng đại của chúng ta, đó là gần 100 các anh chị cựu học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bắc Hải khóa 1990-1999 cũng về dự đông đủ. Chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón sự hiện diện của tất cả chúng ta ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ chúng tôi đã nhìn thấy sự xuất hiện và tham dự sự kiện ngày hôm nay ạ. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cô giáo Vũ Thị Thuận được không ạ? Xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị cùng với quý thầy cô, các anh chị đang trở về tham dự sự kiện này. Và ngay bây giờ thì chúng tôi trân trọng kính mời quý vị sẽ hướng tầm nhìn của quý vị và tạm gác lại tất cả những câu chuyện riêng tư tại khu vực phía dưới và hướng tầm nhìn của quý vị trở về với khu vực sân khấu để chúng ta sẽ cùng đón xem một đoạn video clip mà tập thể các anh chị, cựu học sinh của niên khóa cùng với ban tổ chức đã dàn dựng trong thời gian vừa qua và ngày hôm nay sẽ được trình chiếu trên màn hình LED ngày hôm nay. Và trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Bạn bè ơi, phang đâu đây còn giọng nói mỗi khi hè về, cánh phượng hồng rực cháy, những kỷ niệm về tuổi học trò bất chợt dâng lên trong lòng ta một nỗi niềm bồi hồi xúc động. Và cũng trong niềm cảm xúc đó, ta luôn mong muốn được trở lại mái trường yêu dấu để một lần được gặp lại thầy cô kính mến, gặp lại các bạn thân yêu.
thấm thoát đã 25 năm kể từ khi chúng tôi, những cô cậu học trò niên khóa 1990-1999, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bắc Hải, rời xa mái trường để tiếp tục với các cấp học. Mỗi người chọn cho mình một con đường riêng, có bạn tiếp tục học cấp 3, có bạn đi học nghề và có bạn đi xa để lập nghiệp. Cho dù có đi đâu hay làm gì, nhưng những ký ức về thầy cô, về bạn bè, về mái trường thân yêu đã gắn bó với chúng tôi suốt 9 năm học, từ lớp 1 đến lớp 9, mãi luôn khắc sâu trong tâm trí các cựu học sinh chúng tôi. Bàn tay lên môi giữ chặt tin ngước nghẹn ngào, thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho với mong muốn của tất cả các thành viên khóa học 1990-1999, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bắc Hải có được ngày trở về thăm lại trường xưa, tri ân thầy cô và gặp lại bạn bè, ôn lại những kỷ niệm. Những kỷ niệm hồn nhiên, ngây thơ, tinh nghịch. 25 năm, một chặng đường dài, nhưng tình bạn và tình thầy trò vẫn bền chặt như ngày nào. Thật tuyệt vời khi chúng ta được gặp lại và chia sẻ những kỷ niệm đẹp nơi đây. Sau 25 năm thì trở về trường cũ thì bản thân mình rất là hồi hộp và cảm thấy là được sống lại những cái ngày mà những cái ngày tuổi thơ của mình, và gửi lời cảm ơn tới các thầy cô đã dìu dắt chúng em là để được có ngày như ngày hôm nay, và cảm ơn các bạn trong ban tổ chức đã đứng ra và tổ chức cho chúng mình được có một ngày kỷ niệm để gặp lại nhau. Em xin chào tới tất cả các thầy cô, xin chào tới tất cả các bạn trong hội khóa. Hôm nay là ngày kỷ niệm 25 năm trở về trường cũ. Khi mà hội khóa thông báo thì mình rất là rạo rực, và ngày hôm nay mình trở về thì mình cũng rất là cảm thấy là mừng rỡ và xúc động khi trở về ngôi trường mà mình đã từng được lớn lên và học tập. Ngôi trường bắt đầu từ cấp tiểu học cho đến cấp 2, ở đó mình đã được học và gặp được tất cả các bạn và gặp được tất cả các thầy cô, sự dạy dỗ của các thầy cô. Lúc nào mình cũng nhớ về các thầy cô. Qua chương trình này thì em muốn gửi tới lời cảm ơn sâu sắc tới đến các thầy cô giáo đã dìu dắt và dạy dỗ chúng em. Chúng em đã lên người và đã có công việc và đã có gia đình.
vẫn còn đây góc lớp ngăn bàn, vẫn còn đây bảng đen phấn trắng, vẫn còn đây những hàng cây kỷ niệm, những tán lá bảng sum xuê theo thời gian. Đó như là một minh chứng cho những kỷ niệm còn nguyên vẹn. 25 năm gặp lại, có những bạn một thoáng ngập ngừng mới nhận ra nhau. Ngày hôm nay, chúng ta về đây, hãy tạm gác lại những lo toan, bận rộn của cuộc sống thường ngày. Không phân biệt địa vị, giàu nghèo, mà chúng ta về đây là bạn của nhau, là những học trò của thầy cô, và cùng nhau ngược thời gian, trở về 25 năm của miền ký ức thanh xuân tươi đẹp. Và trong ngày hội ngộ hôm nay, chúng em, những cựu học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bắc Hải, niên khóa 1990-1999, xin được dành những tình cảm, lời tri ân chân thành nhất tới quý thầy cô, những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô đã dạy dỗ, uốn nắn từng nét chữ đầu đời cho chúng em. Chúng em luôn nhớ những lần thầy cô kiên nhẫn giảng bài, những lúc tận tụy hướng dẫn từng chi tiết nhỏ, những lời động viên, khích lệ mỗi khi chúng em gặp khó khăn. Chính sự tận tụy và tình yêu nghề của thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão của chúng em bay cao, bay xa. Thầy cô không chỉ truyền đạt cho chúng em tri thức, mà thầy cô còn dạy cho chúng em những bài học về lòng yêu thương, sẻ chia, lòng bao dung nhân ái, bài học về đức độ, hy sinh. Tất cả những bài học đó là hành trang vững bước để chúng em trưởng thành như ngày hôm nay. Hội khóa 1990-1999, trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Hải xin gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô đã dìu dắt chúng em có ngày hôm nay. Chúng em xin tri ân và cảm ơn tình cảm của thầy cô. Chương trình 25 năm ngày hội khóa trở về 25 năm của khóa học 1990-1999 thì em xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới thầy cô. Chúc các thầy cô luôn luôn là mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới trôi mãi, chỉ trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như trong đôi
Trong ngày trở về sau 25 năm này, chúng em cũng thật buồn khi không còn được gặp lại những người thầy, người cô năm xưa. Thầy cô đã ra đi mãi mãi mà không kịp đợi những học trò năm xưa của mình trở về báo công. Thắp nén hương, lòng chúng em quặn đau. Đứng trước di ảnh, chúng em chỉ biết dành phút tưởng niệm và cầu mong thầy cô an nghỉ nơi chín suối thanh thản, luôn dõi theo những bước trưởng thành học trò của thầy cô năm xưa. Trôi xa, quãng thời gian quá dài cho một ngày gặp lại. Các thầy cô sức khỏe cũng yếu đi nhiều. Đại diện ban liên lạc hội khóa chúng em cũng đến thăm, động viên và tặng quà cô giáo Vũ Thị Hảo. Sức khỏe của cô yếu cũng không thể tham dự ngày hội khóa của chúng ta ngày hôm nay. Như cánh buồm chờ đầy khát vọng, như cuộc đời thầy đơn sơ trên bục giảng, thầy lang thầm nhìn học sinh thân yêu, thầy lang thầm bên trang giao án cuộc đời. Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu nghe rượu nổi. Với ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, ban liên lạc hội khóa chúng em cũng dâng vòng hoa tươi, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải. Đời đời ghi nhớ tới những hy sinh xương máu của các thế hệ ông cha để cho chúng ta có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, ấm no như ngày hôm nay. Nằm nôi sáng chăn bão giông chiều ngăn nắng lửa, lao sao chưa hè một dòng ca dao, lao sao chưa hè một dòng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi, suốt đời che làng bãi dâu bên nước, yêu trọn tình đời muối mặn gừng cay. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Để có được ngày trở về trọn vẹn niềm vui, chúng em cũng gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô trong ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bắc Hải đã tạo điều kiện cho chúng em được trở về thăm trường và tổ chức buổi hội khóa này. Cảm ơn các bạn trong ban tổ chức, ban liên lạc đã vất vả kết nối tất cả chúng ta để có ngày gặp mặt của toàn khóa sau 25 năm. Kính chúc quý thầy cô, các vị đại biểu và các bạn thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc tình bạn của chúng ta ngày càng gắn kết, sẻ chia, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Những ước mơ hồng ngày tháng chưa mong, dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn thương. Bao yêu thương trong ta tìm về
tìm bước ngày xưa ướt mưa người con đâu nữa. Ai thương ai quên ai giận hờn, buồn cánh phương dài khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi, nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Tiếp theo chương trình, em xin trân trọng giới thiệu và kính mời chị Đỗ Thị Yên, đại diện cho khóa, lên tổng kết tình hình khóa học 25 năm sau ngày ra trường và chính thức đọc diễn văn lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Dạ, em kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn học sinh khóa 1990-1999 thân mến. Hòa chung niềm phấn khởi của những ngày tháng 9 lịch sử, hôm nay được sự nhất trí của chính quyền xã Bắc Hải, ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Hải, chúng em tập thể cựu học sinh khóa 1990-1999 đã tề tựu đông đủ về đây trên mảnh đất Bắc Hải thân thương để cùng nhau long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm mãi trong tim tôi. Đây là dịp để chúng em thăm lại mái trường mến yêu, nơi có biết bao kỷ niệm thời cặp sách đến trường, dù cho năm tháng có qua đi với biết bao đổi thay. Là dịp để chúng em bày tỏ lòng tri ân với các thầy cô đã hết lòng dạy dỗ, dìu dắt, và cũng là dịp chúng em ôn lại quãng thời gian cùng nhau học tập dưới mái trường thân yêu. Trong giờ phút này, ai trong số chúng em cũng ngập tràn hạnh phúc vì được gặp các thầy, các cô, được gặp lại các bạn bè và trở lại mái trường xưa. Cho phép em thay mặt cho ban tổ chức lễ kỷ niệm xin kính gửi tới các quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an ạ. Chúc cho lễ kỷ niệm của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn, 25 năm trôi qua kể từ ngày chúng em tạm biệt ngôi trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Hải thân yêu để thực hiện những ước mơ hoài bão của mình. Chia tay nhau, chúng em như đàn chim tung cánh, mỗi người một nơi, một công việc, một cuộc sống riêng với những bộn bề lo toan thường nhật. Hôm nay được trở lại với mái trường xưa sau 25 năm xa cách, nhưng trong mỗi chúng em vẫn còn nguyên vẹn những cảm xúc lâng lâng khó tả, bao kỷ niệm về một thời cắp sách tới trường cứ ùa về. Sau 25 năm rời xa, hôm nay chúng em trở lại mái trường xưa với những kỷ niệm của một thời tươi đẹp nhất, trong sáng nhất của cuộc đời, đó chính là tuổi học trò. Chúng em được hòa vào niềm vui, niềm xúc động bên những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm nồng ấm, nụ cười rạng rỡ ân tình giữa thầy cô và bạn bè. Tình cảm ấy lại thêm thân thương gắn bó, và rồi mái trường đó giờ chỉ là kỷ niệm. Thu tàn trời đã sang đông, bồi hồi tóc dạ nhớ mong cô thầy. Người trao khát vọng hôm nay, chót cho đôi cánh em bay vào đời. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn, trở lại mái trường xưa, tìm lại kỷ niệm của một thời dấu yêu, chúng em lại bâng khuâng, sao xuyến, bồi hồi, xúc động khi nhớ về thầy cũ, trường xưa, những kỷ niệm về một thời cắp sách tới trường, mang đến cho chúng em niềm hân hoan, phấn khởi, làm cho chúng em càng biết ơn những thầy cô, biết ơn những năm tháng, được sống, được học tập, được thầy cô chắp cánh. Ơn dạy dỗ cao giường hơn núi, nghĩa thầy cô như nước biển khơi. Dù ở đâu làm gì, mỗi chúng em luôn trân trọng những bài giảng của thầy, lời dạy của cô để làm hành trang bước vào đời. Từ đó luôn trân trọng những người đã dìu dắt chúng em lên người. Có một nhà thơ đã viết: một dòng đời, một dòng sông, mấy ai là kẻ đứng trông bên bờ. Muốn qua sông thì phải có đò, đường đời muôn bước phải nhờ người đưa. Đúng vậy, thầy cô như những người chèo đò vẫn miệt mài giữa đôi bờ, đưa bao thế hệ học sinh đi ngang dòng sông trí thức. Nhìn dấu ấn thời gian trên mái tóc thầy đã bạc, chúng em cảm nhận sự lớn lên của mình giữa cuộc đời bận rộn nhiều lo toan. Mỗi khi nghĩ về thầy, về cô,
về khoảng thời gian được học dưới mái trường cấp 1, cấp 2, lòng chúng em như ấm lại, tự nhủ mình phải sống sao cho xứng đáng để không khỏi phụ lòng mong mỏi của thầy cô. Nhân sự kiện vô cùng ý nghĩa này, chúng em những học sinh khóa 1990, 1999 kính mong quý thầy cô đón nhận từ đáy lòng chúng em lời tri ân và lòng biết ơn sâu sắc nhất ạ. Vâng, lời hẹn ấy hôm nay đã trở thành hiện thực. 25 năm đã qua, trường bây giờ đã khang trang hơn xưa, đã có nhiều thay đổi, nhưng không ngăn nổi dàn ký ức đang tràn về trong giây phút xúc động và thiêng liêng này. Mình mong các bạn hãy quên đi những lo toan thường nhật, hãy cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời dấu yêu và hãy chia sẻ cảm xúc của mình với các bạn ở xa không về dự được. Buổi gặp mặt này là một kỷ niệm đẹp, đáng trân trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn, để có được buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay, ban tổ chức chúng em xin được trân trọng cảm ơn các cấp chính quyền địa phương, quý vị đại biểu, quý thầy cô. Sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý thầy cô chính là niềm động viên, khích lệ, đồng thời làm cho buổi lễ thêm trang trọng. Thay mặt cho các bạn cựu học sinh khóa 1999, 1990, 1999, một lần nữa em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến với quý thầy cô. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Hải đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất để cho chúng em tổ chức buổi gặp mặt vô cùng ý nghĩa này. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã về dự và tặng hoa cho buổi lễ. Đặc biệt xin ghi nhận biểu dương các bạn trong ban tổ chức và toàn thể các bạn trong hội khóa đã nhiệt tình ủng hộ về tinh thần và vật chất để góp phần thành công của buổi lễ. Kính thưa quý thầy cô và các bạn, do thời gian chuẩn bị chưa được chu đáo, chưa được nhiều, mặc dù các thành viên trong ban tổ chức đã nỗ lực hết mình, nhưng trong quá trình tổ chức không sao tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy rất mong các thầy cô giáo, các quý vị đại biểu và các bạn hãy chia sẻ và cảm thông. Cuối cùng, thay mặt cho ban tổ chức, xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo luôn có sức khỏe, hạnh phúc, chúc trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Hải ngày càng khang trang, phát triển. Chúc các bạn có một ngày thật vui, thật ý nghĩa sau 25 năm trở về mái trường xưa và hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau với những niềm vui mới, thành tích mới. Em xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin trân trọng cảm ơn những lời phát biểu của bà Đỗ Thị Yên cùng với những báo cáo về những thành tích và lời cảm ơn sâu sắc tới quý thầy cô ngày hôm nay đang có mặt trong sự kiện trọng đại này. Và sau đó thì xin mời anh Đỗ Thanh Sơn sẽ di chuyển về với khu vực cánh trái và cùng với các cô chúng ta sẽ chụp ảnh lưu niệm ngày hôm nay ạ. Xin mời. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt được không ạ? Xin kính chúc sức khỏe tới các cô giáo của toàn thể các anh chị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin được trân trọng cảm ơn và xin kính mời các cô cùng với anh sẽ trở lại với vị trí sinh sự đầu tiên của mình. Tiếp theo em xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Tô Thị Minh Phương. Trân trọng kính mời cô giáo Nguyễn Thị Kim Thoa. Trân trọng kính mời thầy giáo Nguyễn Văn Khiển. Xin trân trọng kính mời cô giáo Chu Thị Kim Oanh. Trân trọng kính mời cô giáo Nguyễn Thị Hằng. Trân trọng kính mời cô giáo Bùi Thị Thảo. Và xin trân trọng kính mời thầy giáo Hà Mạnh Uy. Trân trọng kính mời cô giáo thầy giáo vừa được xứng danh sẽ cùng khởi thân đứng dậy trở về với khu vực sân khấu. Thank you.
Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nhiệt hơn nữa để chúc sức khỏe tới quý thầy cô. Và xin mời nhiếp ảnh gia Hoàng Hải sẽ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất cùng với sự kiện ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và xin kính mời quý thầy cô sẽ di chuyển về với vị trí ban đầu của mình. Tiếp theo em xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Đỗ Thị Huệ. Trân trọng kính mời cô giáo Hoàng Thị Vân. Xin trân trọng kính mời cô giáo Phạm Thị Nhấn. Trân trọng kính mời cô giáo Nguyễn Thị Nhung. Xin kính mời cô giáo Đỗ Thị Cam. Trân trọng kính mời cô giáo Phạm Thị Hường. Và trân trọng kính mời cô giáo Vũ Thị Thuận. Em xin kính mời các cô vừa được xứng danh sẽ khởi thân đứng dậy và tiếp tục di chuyển về với khu vực sân khấu để đón nhận những tình cảm, những lời cảm ơn sâu sắc từ tập thể hội khóa. Ngày hôm nay xin gửi lời tri ân tới quý thầy cô giáo đang có mặt trong sự kiện trọng đại này. Thưa quý vị, kể từ ngày chúng em rời xa mái trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Hải, ngày hôm nay sau suốt hành trang 20 năm và được quay trở lại với mái trường tiểu học trung học cơ sở Bắc Hải, cùng với đó là được chào đón rất nhiều sự hiện diện từ phía quý thầy cô giáo đã giảng dạy trong khoảng thời gian 1990-1999 mà các anh chị trường tiểu học trung học cơ sở Bắc Hải đã được học. Và ngày hôm nay thì một lần nữa gửi lời tri ân tới quý thầy cô và chúng ta dành những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa đi ạ. Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể quý thầy cô ngày hôm nay đã trở về tham dự sự kiện của hội khóa. Và ngày em xin trân trọng kính mời anh Đặng Văn Trung là cựu học sinh của Điên Khóa trở về với khu vực sân khấu để dành những tình cảm đặc biệt gửi tới thầy ngày hôm nay. Xin kính mời. Và ngay bây giờ thì có đôi lời chia sẻ từ phía anh Đặng Văn Trung xin gửi tới quý thầy cô ngày hôm nay ạ. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin trân trọng mời anh. Xin chào tất cả các thầy cô giáo. Hôm nay được rất là vinh dự về được gặp mặt các thầy cô giáo cùng các bạn. Và hôm nay em có một cái lời cảm ơn đến thầy giáo Nguyễn Văn Khiển. Ngày xưa thầy không những là thầy giáo cho em con chữ, nhưng thầy còn cho em cả một mạng sống. Hôm nay em xin chân thành cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị, và làm theo chương trình, ngay bây giờ ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời anh Đặng Văn Trứ sẽ đại diện cho hội khóa trở về với khu vực sân khấu sẽ có đôi lời phát biểu, gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các đại biểu khách quý, hôm nay trong không khí của ngày hội non sông kỷ niệm 79 năm ngày khai sinh đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, toàn thể cựu học sinh khóa 1990-1999 rất vinh dự được đón mừng sự hiện diện của các thầy, các cô, các vị đại biểu, khách quý vào buổi dự mặt đầu tiên của khóa 1990-1999 sau 25 năm tốt nghiệp ra trường. Qua lời phát biểu căn dặn của các thầy, các cô, chúng em đã hiểu những tâm tư nắng đọng tràn đầy tình yêu thương và hy vọng ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo đối với mỗi cựu học sinh nói riêng và toàn hội khóa nói chung. Thật hạnh phúc cho chúng em vì sau những năm chúng em đã được nghe tiếng trống trường với những lời tâm huyết của nhà giáo mái trường tiểu học và trung học cơ sở thân yêu. Lời phát biểu của thầy cô cho chúng em hiểu những điều mà các thầy các cô tâm tư chia sẻ với mong muốn khóa học không ngừng trưởng thành, vững mạch tiếp tu, phát huy tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, đoàn kết gắn bó và tiếp tục phát triển hơn nữa, xứng đáng với những gì các cụ thầy, các cô đặt niềm tin yêu và kỳ vọng ở chúng em. Lời phát biểu của thầy cô gợi cho chúng em rất nhiều điều bổ ích, không chỉ trong thực tiễn công tác, trong thực tiễn đời thường, mà điều rất quan trọng, việc củng cố, phát huy mối quan hệ tình cảm mật thiết, đặc biệt với các thầy cô với trò, giữa trò với thầy cô. Toàn thể cựu học sinh khóa 1990-1999 ghi nhớ sâu sắc lời dạy của thầy cô, tiếp tục cùng nhau giữ gìn phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc,
tiếp tục có những việc làm thiết thực để ghi nhớ, tri ân công lao của các thầy, các cô đã dành dạy dỗ chúng em trong những chặng đường trong quả cuộc sống. Kính thưa các vị đại biểu, thưa thầy cô, các bạn thân mến, trong thời gian tới, cựu học sinh khóa 1990-1999 sẽ tích cực chủ động hơn nữa trong công tác hội khóa, không ngừng củng cố, phát triển mối quan hệ tình cảm tốt đẹp giữa cựu học trò với thầy cô, giữa các thành viên trong hội khóa, xây dựng mối quan hệ gắn kết, đoàn kết, động viên, giúp đỡ, cùng tiến bộ trưởng thành và cùng hướng về quê hương Bắc Hải, hướng về mái trường tiểu học, trung học cơ sở thân yêu. Thưa các bạn thân mến, mỗi bạn có mặt ở đây là những cuộc đời với những khúc thăng trầm khác nhau, thành đạt khác nhau, nhưng chúng ta đều giống nhau ở chỗ lĩnh hội mang trong mình ý chí bằng sức của học sinh trường tiểu học, trung học và trung học cơ sở Bắc Hải. Cho dù đi đâu làm gì, bản sắc ấy luôn là hành trang để chúng ta đồng hành, có ý chí vươn lên, giàu trong trí tuệ, vươn lên thực tại. Một sự quả cảm trong cuộc sống, luôn biết trân trọng quá khứ. Chúng ta thường xuyên gặp gỡ, liên hệ với nhau để chúng ta vui những sự thành công, những nỗi buồn, chia sẻ với nhau, hỗ trợ cùng tiến bộ trong cuộc sống. Và có khi có điều kiện, hãy cùng chung tay xây dựng quê hương Bắc Hải văn minh hơn, giàu đẹp hơn. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bạn, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn thân mến, với ý nghĩa đặc biệt đó, trong thời khắc này, thay mặt ban tổ chức và toàn thể các bạn cựu học sinh toàn khóa, em trân trọng lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy, các cô trong ban giám hiệu, các đại biểu, các thầy cô giáo, các cô chú làm công tác phục vụ của nhà trường đã dành tình cảm sâu sắc, ân tình đối với khoa học chúng em. Chúng em xin lĩnh hội, ghi nhớ và sẽ hứa đoàn kết, phấn đấu để trưởng thành hơn, thành công hơn trong tương lai. Cuối cùng, cho phép em kính chúc các vị đại biểu, quý thầy cô mãi hạnh phúc và luôn giữ và truyền lửa cho chúng em. Chúc quê hương Bắc Hải ngày càng đổi mới, văn minh hơn, giàu đẹp hơn. Chúc cho mái trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Hải ngày càng phát triển trong sự nghiệp chồng người. Chúc các thế hệ học trò trường tiểu học và trung học cơ sở Bắc Hải mãi mãi đoàn kết, yêu thương và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu của anh Đặng Văn Trứ, đã có đôi lời cảm ơn gửi tới quý thầy cô cùng toàn thể các anh các chị đang tham dự sự kiện ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được nhã ý từ phía ban tổ chức, xin được trân trọng kính mời cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh ạ. Em xin được trân trọng kính mời, sau khi cô được cài hoa ngực ạ, thì xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cô sẽ di chuyển về với khu vực sân khấu để đón nhận những tình cảm, những lời cảm ơn, những lãng hoa tươi thắm cùng với những phần quà tuy nhỏ bé thôi nhưng mà ngày hôm nay là những tình cảm sâu sắc mà tập thể hội khóa xin được dành tặng cho quý thầy cô ngày hôm nay ạ. Việt hơn nữa, dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt đi ạ. Xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo cùng với tất cả các anh chị. Kính thưa quý vị, thưa các thầy cô cùng toàn thể các anh chị là cựu học sinh của niên khóa làm theo chương trình. Trước hết, ngay bây giờ thì xin được trân trọng kính mời quý thầy cô cùng với các anh chị chúng ta trở về với khu vực phía trước sân khấu để chúng ta sẽ cùng thực hiện công tác chụp ảnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn đã thật yêu gắn xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chuyện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dù con tim anh luôn còn mãi lời yêu thương dành trao em, chỉ còn hàng phượng phía kia với mái trường lặng lẽ ngơ ngác bên nhau. Mình xa nhau rồi phải không em ơi, dù cho tim anh còn muốn nói lời yêu em. Biết bao kỷ niệm với bao vui buồn theo tháng ngày, cùng bao ước mơ ngày mai, còn đâu nữa khi mình xa nhau. Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca. Và trong con tim ta nhịp yêu thương thắm nồng, giờ đây chia xa làm con tim nát tan. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, dù ta xa nhau lòng ta vẫn có nhau. Thời gian sao trôi mau để ta luôn nhớ về một người yêu nơi xa, lòng chợt dâng nỗi thương nhớ năm tay nhau rồi phải không em, phải không em. Dù trong tim anh luôn còn mãi lời yêu thương dành trao em, chỉ còn hàng phượng phía kia với mái trường lặng lẽ ngơ ngác bên nhau. Xa nhau rồi phải không em ơi, phải không em ơi. Dù con tim anh còn muốn nói lời yêu em, biết bao kỷ niệm với bao vui buồn theo tháng ngày, cùng bao ước mơ ngày mai, còn đâu nữa khi mình xa nhau. Trong con tim ta nhịp yêu thương thắm đậm, giờ đây chia xa làm con tim nát tan. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, dù ta xa nhau lòng ta vẫn có nhau. Thời gian sao trôi mau để ta luôn nhớ về một người yêu nơi xa, lòng chợt dâng nỗi thương nhớ năm nào.